Đồ Gót Huyền kính chào quý vị. Lúc này đang là buổi sáng ngày mùng 5 tháng 4 năm 2018 và chúng tôi trân trọng giới thiệu chiếc giường Đại Bàng. Và đây là chiếc giường mà làm mẫu và chúng tôi đã làm được cách đây cũng lâu rồi. Và lúc này đây là chúng tôi đang chuẩn bị triển khai một số chiếc giường bằng gỗ đỏ với cái kích thước là trong lòng 1m6 x 2m. Trong đó thì có cả làm cả loại mặt nan và cả loại mặt phản. Mặt phản ván dày 2 phân. Và những cái mặt phản ván dày 2 phân thì dự kiến cái giá của nó sẽ là 38 triệu. Còn thì cái mặt nan nó sẽ là 34 triệu, chưa kể tiền phí vận chuyển. Đấy là bằng gỗ gõ đỏ. Thì cũng trân trọng kính mời quý khách là ngắm nghía cái mẫu này, là một mẫu tuyệt tác. Đây. Đây là mẫu do kỹ sư Đức đã vẽ ra từ cách đây nhiều năm. Và chúng tôi là bây giờ kiểm tra lại. Thường thường những cái mẫu hàng đẹp chúng tôi sẽ lưu lại ở xưởng một chiếc để làm mẫu và không bán. Để khi nào quý khách mà cần là chúng tôi sẽ cũng tương tự như vậy để chúng tôi tiếp tục triển khai. Và xin quý vị liên lạc Đồ Gỗ Huyền theo số điện thoại này, số Facebook và số Zalo đây. Đây hình ảnh đang quay tại nhà trong của Đồ Gỗ Huyền. Đây xưởng trong. Quý vị thấy là ngày xưa khi mà tôi làm cái cánh cửa nhà rất là cầu kỳ, độ chạm của những cái con kỳ lân trấn trạch này. Đây là nhà trong của Đồ Gỗ Huyền và cái nhà này xây năm 1997. Và nơi đây lưu giữ rất là nhiều mẫu mã các cái mặt hàng làm được. Quý vị ra đây báo cáo quý vị là cái sản phẩm gỗ đỏ sau này thì màu nó sẽ sáng hơn thế này một chút.